Bây giờ đi vào trong hang thôi. Giờ mới có người mới dám vào. Cứ đứng chờ mãi. Suốt từ 9 giờ bây giờ cứ quanh quanh quẩn quẩn đã, đang định đi về đấy. May quá lại có gặp đoàn gia đình nhà này đi vào đi cùng vào. Đó, tham quan đây này, những hình đá tự nhiên. Đây là giống kỳ lân nhỉ? Đấy, giống giống kỳ lân, kia là giống đại bàng này. Đấy, nhìn giống như đại bàng. Đây là giống kỳ lân này. Đây là ngũ động thiên sơn. Đây ba đi chân. Đây đi từ nha. Để ý đã hai chị em. Đây này, nãy ba mẹ con chui vào tới đây nhìn sợ quá lại đi ra. Cứ sợ rồi đi ra. Con đi đến đây mẹ con đứng ở kia chứ. Đấy, đây hang đây này. Chị đi vào đây bao giờ chưa? Trẻ con. Đấy, em cũng thế. Còn lớn thì mình không vào. Đây này, đây tối lắm. Đấy, đi vào đây. Đứng có mở đèn lát lên. Con cứ tưởng trong này tối thui thù lùi. Đây, có bóng điện mà. Đây, trong đấy mát này. Đây là nhìn là những cái thạch nhũ đá này đẹp. Đi đây này nước này chị ơi, hơi nước này. Đây này hơi nước này mọi người, hơi nước à, đó nước à, nước hơi nước này, lạnh ngấm xuống hơi nước đấy, hơi nước à. Đi đá cũng ngập luôn mẹ nhỉ. Đúng rồi, cây cỏ đẹp tươi tốt, tốt là hệ sinh thái chúng ta thích nhỉ. Ừ. Đây con đi thẳng đi. Có người đi sau không? Sao không thấy nhỉ? Đi. Đi đấy, đây có cục đá. Cái lúc em còn bé giống như con bé lớn này này, đi là đi theo cục đoàn du lịch mà ngày xưa không 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 được kiểu như mà đường dẫy này đâu. Nó bé ơi là bé. Mà nó mở cửa từ từ mẹ đang nhìn đường cái. Đông khách họ mới mở ấy. Giữa bây giờ là phải là xây bậc này chưa, chứ ngày xưa đi đường bé lắm, đi một cái ừ. Cũng có cải tạo làm rộng lớn lại, nhưng mà lần sau đi phải mang giày đi, dép này trơn quá trơn. Đây này, theo đây này, cái này giống như thạch nhũ này lâu năm này, thành đá xong rồi nó thành nhũ. Ừ, thôi đi đi đừng nói. Đó. Đi cùng với ví dụ có hướng dẫn viên du lịch là người ta tới khúc nào là người ta kể, người ta nói về sự tích. Đúng rồi, nhưng mà tại mình đi đây này không? Nước đây này đúng thật luôn chị này. Ha. Nhiều nước lại cho nó thành cái nhũ à. Đây cũng có đường hang nhỏ để lên đấy, nhưng mà không à, không không dám chị này. Đi cẩn thận trơn. Ui trơn lắm. Trơn lắm. Đi cẩn thận, đi từ từ tới đây này. Ôi thấy chưa? Ơi ê, Si ơi, Su ơi. Đây này đấy. Ở trên đỉnh núi. Đi cẩn thận đừng nhìn nhìn nhá, có ngã xuống này. Đi cẩn thận nhìn này. Ôi từ 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 con ơi đi từ từ. Rồi dưới đây này. Sâu. Trên này. Ôi nhìn này. Kìa. Nước thấm xuống nhìn này. Ôi, nhìn đẹp nhỉ? À đây hình như là tưởng tượng giống như là voi, đầu voi đây này. Nó dài. Đi về dựa vào đá này này, hang chỗ này rộng sâu ghê luôn nhỉ. Đảng đá to nhỉ. Đi cẩn thận nha con. Đi cẩn thận này. Từ từ. Ừ. Ôi thế nãy có người đứng chạm.